Xin chào các bạn đang nghe từ Radio G và mình là Mr. G. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn cách add một podcast lên fanpage. Ví dụ các bạn có fanpage, thì thay công cụ bên tay trái có một cái ứng dụng mới là podcast đây. Các bạn muốn add cái đường link host podcast của mình vào đây thì các bạn làm như sau. Hiện tại cái fanpage này thì mình đã add rồi, và khi add rồi thì nó sẽ hiện lên là như này. Đây, đây chính là cái đường dẫn RSS feed. Mình thì mình đang sử dụng cái host anchor. Mình sẽ out ra vào một cái fanpage khác để làm lại từ đầu cho các bạn xem ha. Đầu tiên các bạn truy cập vào podcast. Rồi, tại đây các bạn bấm vào add podcast. Các bạn click vô add podcast. Rồi nó sẽ hỏi cái đường link RSS feed. Thì các bạn up cái file audio của các bạn lên cái host nào thì các bạn truy cập vào cái host đó để lấy cái đường link RSS này. Ví dụ như mình thì mình up lên Anchor thì mình sẽ vào Anchor. Mình sẽ bấm vào setting vào dòng thứ hai. Rồi nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Thì tại đây các bạn để ý này, đây chính là cái đường link RSS feed. Và ở giữa hai cái đường link này này, nó sẽ có một cái là add email to RSS feed. Các bạn phải bấm vào cái nút add này. Hiện tại mình bấm rồi nó không còn hiển thị ở đây nữa, nhưng các bạn phải bấm vào thì lát nữa mình sẽ còn cần dùng cái email đó mà. Rồi các bạn copy cái đường link RSS này, dán nó vào đây. Rồi bấm thêm và đợi Facebook nó duyệt. Rồi khi mà thành công thì nó sẽ gửi cho các bạn một thông báo như thế này. Tức là nó đã gửi một cái mã xác nhận vào cái email đó, và cái email mà bạn dùng để đăng ký á, mà vừa nãy bạn bấm cái bước là add to email á, đó, khi mà các bạn thực hiện cái bước đó thì nó mới gửi cái email đó đến cho các bạn được. Và các bạn chỉ việc truy cập vào email đó và lấy mã xác thực thôi. Đây, copy. Rồi. Rồi, bấm vào đây. Paste mã xác thực, bấm xác thực. Đó, vậy là các bạn đã add thành công cái địa chỉ RSS feed của mình vào podcast trên fanpage. Rồi, chúc các bạn thành công. Các bạn bấm bước cuối cùng là public podcast. Rồi, hẹn gặp lại các bạn.